Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Nếu bạn hỏi mình rằng đâu là chiếc laptop gaming đáng mua nhất, ấn tượng nhất tại thời điểm hiện tại thì đó chính là Asus ROG Strix G16, một trong những chiếc laptop gaming được xếp vào hàng mạnh nhất năm 2023 khi nó sở hữu hiệu năng cực khủng, được trang bị con chip Intel Core i9 13980HX cùng con card RTX 4060 thì chiếc laptop gaming này sẽ mang đến những đột phá gì? Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Điều mà mình thấy chiếc máy này lại có giá cao như vậy bởi vì anh em có thể thấy với sức mạnh của i9 13980HX là khủng khiếp như thế nào đúng không? Với 24 x 32 luồng, tốc độ xử lý tối đa lên đến 5.6GHz với 16GB DDR5 và có thêm 2 khe để nâng cấp lên 32GB, SSD là 1TB. Bên cạnh đó thì nó còn tích hợp các đồ họa Nvidia RTX 4060 cho phép anh em xử lý gọn gàng mọi tác vụ đồ họa 2D, 3D, render video 4K cực mượt và nhanh chóng. Với chiếc card đồ họa này thì khả năng chơi game của anh em sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nó cân tất cả các tựa game hiện nay, kể cả những tựa game nặng đô cũng không phải làm khó được Asus ROG Strix G16. Để chứng minh là chiếc laptop này có hiệu năng khủng như thế nào thì mời anh em cùng xem qua phần test game và test hiệu năng này nhé. Một điều mà anh em game thủ sẽ rất hài lòng trên chiếc laptop gaming này đó là chiếc card đồ họa RTX 4060 này còn được tích hợp công nghệ MaxSwitch với tối ưu nâng cao của Nvidia, giúp tăng tối đa sức mạnh của bộ phận cứng nhờ công nghệ này. Game thủ có thể làm chủ mọi cuộc chơi với tốc độ khung hình mượt mà và chuẩn xác nhất, chiến game thả ga mà không có độ trễ nào. Anh em creator tăng tốc triển khai ý tưởng, hoàn thành mọi tác vụ đồ họa phức tạp, chuyên nghiệp. Và để có thể vận hành trơn tru thì không thể nào thiếu đi sự hỗ trợ từ hệ thống tản nhiệt thông minh mà Asus ROG Strix G16 trang bị. Công nghệ Tri-Fan với lỗ khóa toàn bộ, một quạt hút. Một quạt hút bổ sung hướng luồng không khí trực tiếp vào các toàn bộ bên trong, kéo ra các nhiệt toàn bộ nhiệt ở phía sau và cả hai bên của nó. Bằng cách mở rộng tản nhiệt ra phía sau thì ROG đã có thể tăng diện tích bề mặt lên đến 82,5%, tối đa hóa đường dẫn có sẵn cho không khí nóng và tăng cường khả năng làm mát một cách đáng kể. Các dây dẫn nhiệt kết hợp chất liệu kim loại lỏng giúp giảm nhiệt độ của CPU tới 15% so với keo tản nhiệt tiêu chuẩn và sẽ không bao giờ bị khô. Để ngăn chặn bất kỳ sự tràn nào, Asus đã thiết kế một hàng rào cực kỳ kiên cố được cấp bằng sáng chế để chứa đựng toàn bộ hợp chất này. Cuối cùng là ứng dụng Armory Grade và 0 độ decibel để làm mát môi trường. Nó tự chuyển đổi giữa các chế độ Silent, Performance và Turbo tùy theo nhiệm vụ.
ở chế độ Silent với khối lượng công việc nhẹ, không cần sử dụng quạt. Quạt và tản nhiệt sẽ được tắt hoàn toàn một cách thụ động để mang lại trải nghiệm không độ ổn đích thực. Về công nghệ màn hình, chiếc laptop gaming này cũng sở hữu một màn hình rất ấn tượng với kích thước 16 inch, độ phân giải WQHD, tấm nền IPS sẽ cho bạn chất lượng hình ảnh ấn tượng, sống động đến không ngờ. Độ sáng lên đến 500 nit, độ bao phủ màu là 100% DCI-P3 thì có thể nói hình ảnh khi bạn chơi game và làm đồ họa sẽ cực kỳ chân thật, độ sai lệch màu bằng 0. Vậy nên hình ảnh hiển thị sẽ cực kỳ tốt, đặc biệt với anh em nào làm đồ họa, còn chơi game thì hình ảnh hiển thị đẹp không phải bàn. Tần số quét lên đến 240Hz, có thể thấy đây là chất lượng hơn cả những chiếc màn hình gaming hiện nay. Tốc độ phản hồi là 3ms thì chắc chắn trải nghiệm chơi game của bạn sẽ mượt hơn bao giờ hết. Không có bất kỳ hiện tượng giật lag hay là xé hình nào. Công nghệ G-Sync đồng bộ hiệu quả tốc độ dựng hình của GPU với màn hình, tái tạo chuyển động chính xác nhất, đắm chìm hơn với những tựa game bắn súng như là đua xe tốc độ cao, PUBG, Forza Horizon, CSGO. Chiếc màn hình này còn được tích hợp công nghệ hiển thị LG Nebula là tiêu chuẩn mới trong màn hình chơi game để đảm bảo rằng bạn sẽ có một chất lượng màn hình cao cấp nhất. Quay lại về ngoại hình của chiếc Asus LG Strix G16 này, không có quá nhiều thay đổi so với các mẫu tiền nhiệm, vẫn rất đậm chất gaming với logo LG để ngay nắp máy. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu xám đen cùng dải LED viền vô cùng cá tính, khỏe khoắn, đúng chuẩn một chiếc laptop gaming. Cân nặng là 2,5kg, vừa đủ để bạn mang vác ra ngoài học tập và làm việc được. Bản lề và phần bàn phím được hoàn thiện rất chắc chắn. Nó không chỉ là bàn phím để gõ văn bản thông thường, mà còn để phục vụ cho anh em chơi game và combat thoải mái bằng chiếc bàn phím này. Kích thước phím được làm với khoảng cách hợp lý, kết hợp cùng công nghệ Overstroke để phím ấn có hành trình sâu, phản hồi nhanh, giúp bạn truy cập và thao tác các lệnh cần thiết cho trận đấu. Nền bàn phím còn được trang bị công nghệ đèn LED RGB vô cùng sống động. Nó giúp chiếc máy này trở nên gaming hơn và cũng để anh em game thủ có thể sử dụng cả ngày trong môi trường chiếu sáng. Các vùng đèn LED còn có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm Armory Grid để bạn có trải nghiệm chơi game cảm xúc nhất, thăng hoa nhất. Wi-Fi cũng được trang bị là Wi-Fi 6E để đường truyền mạng của bạn mạnh và ổn định nhất. Chắc hẳn anh em game thủ cũng biết, chơi game mà cắm mạng trực tiếp sẽ tốt hơn. Nhưng nếu phải mang laptop ra ngoài, vẫn muốn giải trí thì Wi-Fi 6E sẽ đảm bảo được cho bạn. Trên chiếc Asus LG Strix G16 này cũng không thiếu bất cứ cổng kết nối nào, bao gồm một cổng USB Type-C, một cổng Thunderbolt 4, hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45, một combo jack cắm tai nghe để bạn có thể thoải mái kết nối và truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Tổng kết lại, laptop Asus LG Strix G16 là một trong những chiếc laptop gaming tốt nhất trong năm nay. Sở hữu con chip cực khủng cùng chiếc card đồ họa RTX 4060 thì nó đủ để anh em sử dụng tốt trong vài năm tới. Không chỉ chơi game ngon mà xử lý các tốt vụ đồ họa chuyên nghiệp cũng rất mượt. Giá lại đang cực kỳ tốt tại Anphát. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi thì mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn tham khảo nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.